Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian tuyên bố tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18 tháng 4, các biện pháp phòng thủ và đối phó hợp pháp của Iran đã được hoàn tất, do đó chính quyền Israel phải dừng bất kỳ hành động phêu lưu quân sự nào chống lại các trung tâm tài sản và lợi ích của chúng tôi. Ông Amir Abdullahian cảnh báo thêm rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào của Israel đều dẫn đến phản ứng quyết đoán của Iran nhằm khiến Israel hối hận về hành động của mình ngoại trưởng iran mô tả lập trường của nước này là biện pháp bảo vệ cần thiết trước các hành động khiêu khích liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải can thiệp ngoại giao quốc tế để giảm căng thẳng và đảm bảo ổn định khu vực amir abdullahian kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt là hội đồng bảo an liên hợp quốc buộc israel ngưng các hoạt động quân sự chống lại iran để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong khu vực tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về trung đông tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi kiềm chế tối đa Ông Guterres nhấn mạnh, đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy trả đũa đẫm máu, đã đến lúc phải dừng lại. Cộng đồng quốc tế phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể đẩy toàn bộ Trung Đông đến bờ vực với tác động tàn khốc đối với dân thường. Cùng ngày, chuẩn tướng Ahmad Hatalab, chỉ huy quân đoàn an ninh và bảo vệ trung tâm hạt nhân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel chống lại Iran sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ. Tướng Iran khẳng định Iran sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ông tuyên bố Iran đã xác định được vị trí của tất cả các cơ sở hạt nhân của Israel và sẵn sàng tấn công chúng bất cứ lúc nào trong trường hợp Ten Aviv có hành vi gây hấn. Ngoài ra, ông cho biết, để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Israel chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran cũng có thể xem xét lại chính sách hạt nhân của mình. Từ năm 2022, Iran từng tuyên bố họ sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân nhưng chưa có kế hoạch thực hiện điều đó. Năm 2023, Mỹ dự đoán Tehran có thể sản xuất đủ nguyên liệu hạt nhân cho một quả bom trong vòng vài tuần và cần vài tháng để biến nó thành một quả bom. Tháng 5 năm 2023, Israel cáo buộc Iran đã chuẩn bị nguyên liệu để chế tạo 5 quả bom hạt nhân, cảnh báo rằng diễn biến này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Trung Đông. Căng thẳng Iran và Israel leo thang từ ngày 1 tháng 4 sau khi Tehran cáo buộc Tel Aviv tấn công cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria, làm bảy thành viên cấp cao của IRGC thiệt mạng. Tối ngày 13 tháng 4, Iran mở chiến dịch tấn công quy mô lớn, phóng hơn 300 máy bay không người lái tên lửa vào Israel. Iran tuyên bố chiến dịch thành công, trong khi Israel nói rằng vụ tập kích của Tehran chỉ gây ra thiệt hại nhỏ vì Tel Aviv cùng đồng minh đã đánh chặn được 99% hỏa lực đối phương. Căng thẳng có nguy cơ leo thang hơn nữa khi nội các Israel đang thảo luận phương án nhằm trả đũa Iran. Các đồng minh phương Tây của Israel, bao gồm Mỹ, đã kêu gọi các bên kiềm chế, ngăn nguy cơ chiến sự lan rộng khắp trào lửa Trung Đông. Với việc phóng hàng trăm tên lửa vào rôn vào Israel cuối tuần trước, Iran đã chính thức bước ra khỏi cuộc chiến ngầm với Israel trong nhiều thập niên qua khi hai nước tránh tấn công nhau trực tiếp. Với bước ngoặt đó, những tính toán bước đi tiếp theo của Israel cũng sẽ thay đổi. Mỗi lựa chọn trả đũa Iran đều rủi ro. Ngoại trưởng Anh David Cameron phát biểu khi có mặt tại Israel vào ngày 17 tháng 4 cùng người đồng cấp Đức Annalena Baerbock trong một cảnh phương Tây đang kêu gọi thép Agip bình tĩnh. Rõ ràng người Israel đang đưa ra quyết định hành động. Chúng tôi hy vọng họ làm như vậy theo cách ít làm leo thang vấn đề nhất có thể. Trong khi đó, Mỹ và các nước đã thuyết phục Israel không đáp trả sau khi chiến thắng đánh bật Iran cuối tuần trước, nhưng điều này dường như là không thể. Ngày 16 tháng 4, chuẩn đô đốc Danin Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel, khẳng định nước này sẽ không bỏ qua cuộc tấn công của Iran. Theo báo Guardian, Tehran đã thông báo với Mỹ sẽ phản ứng nhưng cũng sẽ tính toán cẩn thận để tránh leo thang căng thẳng. Khác với cuộc tấn công tức thời ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023, kể từ sau vụ tấn công của Tehran, nội các chiến tranh của Israel vẫn đang họp liên tục để thảo luận biện pháp trả đũa Iran. Tờ New York Times dẫn lời giới chức Israel cho biết đã xảy ra tranh cãi khi các thành viên nội các cân nhắc những hành động đủ mạnh để gửi thông điệp tới Iran các lựa chọn bao gồm đánh mạnh vào cơ sở của iran và đồng minh tại lebanon syria iraq yemen hoặc tấn công tượng trưng trực tiếp vào iran với sự tham vấn của mỹ các lựa chọn khác cũng được nhắc đến như mở các cuộc tấn công nhỏ ám sát bên trong iran hay tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của tehran cuối cùng là lựa chọn không làm gì chỉ phối hợp cùng các đồng minh và đối phó ngoại giao như tẩy chay iran tại liên hợp quốc ngoài ra một số thành viên nội các israel cũng cho rằng nước này cần tấn công ngay lập tức để phù hợp với tính chất phản công tự vệ giới phân tích israel cho rằng việc trì hoãn phản ứng càng lâu thì mức độ nghiêm trọng càng ít bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào của israel vào lãnh thổ iran cũng sẽ làm phức tạp thêm tình hình và mở ra những kịch bản khó lường theo các quan chức Mỹ, nếu cuộc phản công đó dẫn đến một đợt tên lửa và drone khác của Iran, điều mà Tehran đã dọa sẽ làm, các máy bay chiến đấu và tàu hải quân Mỹ sẽ một lần nữa đến Trung Đông để bảo vệ đồng minh. Ngược lại, cựu giám đốc tình báo quân sự của quân đội Israel, ông Amos Yadin, cho rằng Iran không thể manh động. Bắt đầu một cuộc chiến với Mỹ hoặc thậm chí với Israel, họ vẫn chưa đến mức đó, bởi thiệt hại Iran có thể phải chịu là rất lớn, ông Yadin nói trên đài CNN. Không chỉ gây sức ép lên Israel, các nước đã lập tức tuyên bố sẽ trừng phạt Iran như biện pháp tránh căng thẳng bùng nổ. Ngày 16 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Washington sẽ siết chặt việc hạn chế xuất khẩu dầu của Iran và tìm cách ngăn Iran tiếp cận các linh kiện dùng để chế tạo vũ khí như drone Ngoài ra Washington cũng đang thực hiện các bước để tăng cường và mở rộng hơn nữa về việc tích hợp thành công các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm trên khắp Trung Đông để đối phó tên lửa drone của Iran. Ông Sheridan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, sau khi liên minh châu Âu cũng tuyên bố sẽ trừng phạt Iran. Chúng tôi dự đoán các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ sớm theo sau với những biện pháp trừng phạt của riêng họ. Theo nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu Joseph Borrell, EU sẽ xem xét các biện pháp cứng rắn hơn để ngăn Iran cung cấp vũ khí, bao gồm cả đôn, cho Nga và các nhóm ủy nhiệm ở Trung Đông. Một số nước đề cập việc đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách đen khủng bố của EU. Tôi không cố phóng đại khi nói rằng Trung Đông đang ở rìa của một vực thẳm rất sâu, ông Borrell nói. Ông Cameron gửi thông điệp tới cuộc họp của nhóm G7 dự kiến trong vài ngày tới. Nhưng gì chúng tôi muốn thấy là các biện pháp trừng phạt phối hợp chống lại Iran, tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để thể hiện một mặt trận thống nhất. Cây bút Nick Robertson nhận định về thế khó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi cho rằng bây giờ ông ta phải đối mặt với canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Sau vụ UAV tấn công của Mỹ ám sát tướng Soleimani hồi năm 2020, Iran đã oanh tạc tên lửa nhằm vào các căn cứ của Washington trong khu vực. Nhưng lần này, dù trả đũa cho sự ra đi của những chỉ huy ít danh tiếng hơn, Tehran lại tung đòn ở quy mô lớn hơn. Theo tờ Foreign Policy, cuộc tấn công mới nhất của Iran chống lại Israel đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực sẽ nhấn chìm Trung Đông. Tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, Iran tung hàng trăm máy bay không người lái và nhiều tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo nhằm hướng lãnh thổ Israel. Nước này cũng bắt giữ một tàu container liên quan đến Israel ở eo biển Hormuz. Tehran coi cuộc tấn công là đòn trả đũa vụ không kích ám sát một số chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo gọi tắt là IRGC, trong đó có tướng Mohammad Reza Zadehi ở Damascus City hôm 1 tháng 4 mà họ cáo buộc Israel đã tiến hành. Cuộc tấn công của Iran vào Israel được cho là sử dụng hơn 300 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Con số này rõ ràng là nhiều hơn so với 15 tên lửa đạn đạo mà Iran đã bắn vào căn cứ không quân Ain al-Assad và sân bay quốc tế Ebin ở Iraq để trả thù việc Mỹ giết chết tướng Qasem Soleimani. Tư lệnh lực lượng QUDS tinh nhuệ của IRGC vào tháng 1 năm 2020. Sự khác biệt đó đã nói lên một số điểm đáng xem xét trước hết sự trả thù cho cái chết của tướng soleimani không khác gì ngoài khôi phục danh dự cho iran việc chính quyền mỹ khi đó ra lệnh sát hại một nhân vật quan trọng và nổi tiếng như ông soleimani đòi hỏi iran phải có phản ứng nào đó nhưng tehran vẫn tỏ ra thận trọng để tránh một cuộc chiến leo thang với mỹ trong khi đó, những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4 không nổi tiếng hay quyền lực bằng tướng Soleimani, nhưng đòn trả thù của Tehran lại lớn hơn và tinh vi hơn. Sự khác biệt cho thấy là phản ứng này không chỉ liên quan đến danh dự, đó còn là về một số yếu tố gian đề. Iran nhận thức rõ về quy mô và khả năng phòng không của Israel, quy mô của cuộc tấn công gần như chắc chắn được thiết kế để cho phép ít nhất một số loại đạn tấn công xuyên thủng các tuyến phòng thủ đó và gây ra thiệt hại ở một mức độ nào đó. Việc họ không thể làm được điều đó chắc chắn là một sự thất vọng đối với Tehran, nhưng người Iran có lẽ vẫn có thể tự an ủi rằng cuộc tấn công đã khiến người dân Israel sợ hãi và đáng báo động đối với chính phủ của họ. Iran có lẽ hy vọng rằng điều đó đủ khó chịu để khiến các nhà lãnh đạo Israel phải dừng lại trong lần tới khi họ xem xét một hành động tương tự như cuộc tấn công vào đại sứ quán ở Damascus. Đầu tiên, Iran có thể đã phóng nhiều tên lửa hơn đáng kể, không phải với số lượng lớn hơn, nhưng có lẽ ít nhất là gấp đôi những gì họ đã làm mà không làm cạn kho dự trữ tài sản tầm xa của mình. Thứ hai, báo cáo ban đầu chỉ ra rằng cuộc tấn công được cho là chỉ tập trung vào một hoặc một số mục tiêu quân sự, bao gồm cả căn cứ không quân của Israel ở ngoại ô Beersheba, cho thấy mức độ thận trọng quan trọng từ phía Iran. Tên lửa có thể được phóng tới Tel Aviv hoặc Haifa, nơi mà bất kỳ tác động nào cũng có nhiều khả năng khiến dân thường Israel thiệt mạng. Điều thứ ba, Hezbollah không tham gia. Hezbollah được xem là át chủ bài trong lực lượng thân Iran với hơn 150.000 thốc kết và tên lửa. Nhóm phiên quân Liban ở Lebanon có thể áp đảo hệ thống phòng không của Israel, nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Hezbollah có thể gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel, điều mà Hezbollah đang cố gắng tránh. Tehran sẽ chỉ sử dụng con bài Hezbollah nếu những gì họ làm là cực kỳ quan trọng. Tất cả những điều này củng cố đánh giá chiến lược rằng Iran không muốn leo thang với Israel và trên thực tế đang nỗ lực hết sức để tránh leo thang. Mặc dù Israel đã tấn công mạnh vào đồng minh Hamas của Iran, nhưng cuộc chiến ở Gaza cho đến nay vẫn diễn ra mà không có phản ứng từ Tehran. Israel đã bị tổn thương nặng nề trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các kế hoạch bình thường hóa Israel sau địa đập đã bị đình trệ và phần lớn Trung Đông cũng như thế giới rộng lớn hơn đang đổ lỗi cho Israel, Mỹ về tất cả những điều đó. Không có lý do gì để giới chức lãnh đạo Iran gây nguy hiểm tới tất cả những điều đó bằng cách cho Israel hoặc Mỹ một lý do biện minh để gây thiệt hại lớn cho Tehran. Hơn nữa, chính quyền Iran đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể cộng với các cuộc biểu tình lan rộng và bạo lực từ người thiểu số Baloch ngoài ra quân đội của iran được đánh giá là yếu thế hơn và có nguy cơ sẽ thua cuộc nếu xảy ra một cuộc đối đầu toàn diện với quân đội israel chưa nói đến việc mỹ sẽ hỗ trợ đều gần như là chắc chắn xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực mà iran có thể thua cuộc là một đề xuất đầy rủi ro đối với một đất nước vốn đang ở trong tình thế khó khăn Tuy nhiên, Iran đã vượt qua một giới hạn, mặc dù nước này có thể không thừa nhận, Iran chưa bao giờ tấn công Israel trực tiếp từ lãnh thổ của mình trước ngày 13 tháng 4. Israel cũng chưa bao giờ công khai tấn công vào lãnh thổ Iran. Tất cả các cuộc tấn công của nước này vào Iran đều là các cuộc tấn công quân sự nhằm vào người Iran ở Syria. Liban và các nơi khác hoặc các cuộc tấn công bí mật vào lãnh thổ iran mà israel không thừa nhận trong cái gọi là cuộc chiến bóng tối còn đây là một cuộc tấn công quân sự được thừa nhận thực sự được tuyên truyền mạnh mẽ nhằm vào israel từ iran nó có thể mở ra cánh cửa cho israel làm điều tương tự thậm chí có thể gây thiệt hại cho...